Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mà mình là Đặng Kỳ Anh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm vừa bài tập vĩ hình, trên Strat. Loại bài đó là ở thành phố Bắc Giang năm 2019 nha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nè. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ một share, like, subscribe và các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn là nút thông báo để mà biết đến những thông tin mới của kênh mình nha. Giờ bắt đầu nè. Thì bài hôm nay là bài vĩ hình, nên là hôm nay chúng ta sẽ vẽ một cái vĩ hình được tạo bởi 8 hình tam giác có kích thước 100 đơn vị. Và nhiệm vụ của chúng ta là em hãy viết các câu lệnh để vẽ và tô màu cho hình. Nhưng mà lưu ý là chúng ta sẽ chọn màu tô ngẫu nhiên và màu của bút vẽ chung với màu của mình, màu của hình. Đấy, giống như giờ vẽ sao màu nó giống như đây ấy. Sau đó chọn màu tô ngẫu nhiên và màu của bút vẽ chung với màu của hình. Đơn giản vậy thôi. Nên bài tập 1 giây đúng không? Vậy người ta nói cho hình bên tạo bởi 8 hình tam giác có kích thước 100 đơn vị. Nghĩa là nó sẽ được tạo bởi 8 hình tam giác mà nó được nối với nhau, Nói với nhau thành hình tròn. Và còn người ta nói cái kích thước 100 đơn vị ấy là cái độ dài của mỗi hình tam giác đó đang nói ấy, là nó sẽ là 100 cm hay là đơn vị. Nên chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái phần mở rộng bút vẽ và chuẩn bị trước. Thì cách chuẩn bị các bạn cũng biết rồi. Thêm là xóa tất cả để xóa màn hình trước khi vẽ. Tiếp theo là nhấc bút để máy chuẩn bị. Chọn bút màu, đặt kích thước bút vẽ. Chúng ta sẽ đặt kích thước bút vẽ thành 2 và đặt cái màu là nó sẽ là ngẫu nhiên nha. Nó sẽ lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến 130. Đây, 360. Đấy. Sau đó tiếp theo ấy, chúng ta sẽ thêm khối lượng đặt bút rồi chuẩn bị bắt đầu. Nhưng ấy trước khi làm được vậy ấy, chúng ta sẽ cho nó hướng vào phía 90. Và chúng ta sẽ vẽ nó ở bên nào trước ạ? Đi tới điểm à. Nhưng giờ chúng ta sẽ đỡ sau rồi. Sau cái phần chạy này, giờ chúng ta sẽ tới phần bắt đầu nha. Phần mà chính đây là phần vĩ. Để ra cho phần vĩ nào là dùng lệnh. Nó nói là nó có gồm có 8 hình tam giác, tại bởi 8 hình tam giác nên chúng ta sẽ lập lại 8 đó. Lào tìm cái lệnh tạo hình tam giác. Cho lúc đó chúng ta sẽ tạo một khối có tên là hình tam giác. Để mình bật tiếng Việt lên nha. Đây, hình tam giác. Mở ngoặc lên ghi là độ dài cạnh. Đấy, xong rồi đúng không? Giờ chúng ta chim nút là chạy mà không làm mới màn hình cho nó chạy nhanh cái hình vĩ, nhanh cái hình tam giác luôn. Và đây là cái độ dài cạnh ấy. Mình thêm cái con số nhập về độ dài cạnh ấy để cho nó tự động vẽ một cái hình tam giác trong khối đây luôn. Nhưng mà nó sẽ vẽ theo kích thước là cái phần nhập rồi số độ dài cạnh đây à. Chúng ta cho nó xoay phải 120 độ, di chuyển độ dài cạnh xoay phải 120 độ. Chúng ta thử nghiệm là hình tam giác trước ơi. Để hình tam giác cỡ đây là trong đây nói là 8 hình tam giác có kích thước 100 đơn vị, ghi vô, nhấn vào. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra một hình đúng không? Đấy, vậy đúng không? Đúng không? Nên là giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho nó vẽ tiếp kia hình tam giác tiếp theo là nó gắn liền với chỗ đỉnh của hình tam giác. Chúng ta vì vẽ được hình đầu tiên mà hình thứ hai ấy nó sẽ bị nghiêng chút, bởi vì nó có 8 hình nên là chúng ta sẽ cho nó đầu tiên lúc nó vẽ xong ấy là lúc nó vẽ xong ấy thì nó sẽ đứng im như vậy. Và chúng ta chỉ cần cho nó đi tới đây và cho nó xây cỡ một độ này đó cân bằng, độ mới cho nó lặp lại 8 lần là xong. Rồi này xây phải 360 chia cho 8, bởi nó có 8 hơn tệp giác nữa. Và còn đây ấy, thì nó sẽ di chuyển theo độ ra kích thước, độ mới cho nó đi đến đỉnh bên phải đây, bên kia. Rồi chúng ta sẽ chạy thử. Rồi chúng ta đã vĩ được. Nhưng các bạn thấy nó ở dưới cùng. Nên là cái vỉ ấy nó không có chỗ trống, nên cái vỉ nó sẽ bị sao ta? Bị hư. Rồi ra cho nó chư à, để cho nó đi bên trái à. Là độ dài của bút vỉ, độ dài kích thước của cái hình tam giác ấy chia cho 2. Là chúng ta thấy nó sẽ ở giữa liền, nhưng còn một cái nữa là độ cao. Rồi chúng ta sẽ cho nó cầm lên là 100 chia cho 8. Ai lộn, cái đây là nó chỉ lên chút, sorry. Cầm cỡ 100 kích thước ấy, kích thước của cái đấy, vậy là được đúng không? Nhưng có điều là nó vẫn chưa có màu nét vào trong đó, nên chúng ta sẽ tạo ra một cái biến. Đặt đó là chúng ta sẽ đặt đó là độ dài và ok. Chỉ cho tất cả đối tượng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt đồ dài thành đồ dài cạnh. Về đây lập lại 3 lần là đồ dài. Trong lúc cái đây chạy xong ấy là chúng ta sẽ cho nó vỉ một, khi chúng ta vỉ xong một cái hình tam giác à, chúng ta sẽ cho nó vỉ thêm một cái hình tam giác nữa, nhưng mà nó chỉ nhỏ nhỏ hơn chút xíu. Nó chỉ cần dần nhỏ hơn, vỉ nhiều cái trong lớp dây này, nhưng mà có điều nó chỉ dần nhỏ hơn. Nên lúc đó nó sẽ vỉ được một cái hình tô màu. Rồi 3 lần vậy đúng không? Xong rồi, đây sẽ lặp lại đồ dài cạnh. Lặp lại đồ dài đi. Rồi, xong lúc đó chạy xong cái vỉ lần tiêu ấy, nó sẽ chúng ta sẽ thay đổi đồ dài một đường là -1. Rồi chạy thử. Thì các bạn thấy thì nó đã được trắng liêng rồi đúng không? Nó tô màu rồi. Có điều là nó chỉ chưa được chép màu không? Nên chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta cho nó xây phải, thay đổi chỉnh màu bút. Cái này là cái đây à, cái đầu tiên này à, là một lượng là 360 chia cho 8. Đấy, chạy thử. Chúng ta thấy hơi tối quá đúng không? Chúng ta không nên chọn bút màu vậy nha. Chúng ta chỉ là chỉnh bút thành màu đây. Từ 1 đến 100. Các bạn nhớ lựa chọn kỹ càng nha, bởi hai cái này nó sẽ giống nhau. Nên là chúng ta sẽ hơi lộn lộn chút. Nên là cái ở trên đấy là đỡ thay đổi số lượng màu, còn cái ở dưới ấy là đỡ đặt cái đó là bao nhiêu, đặt cố định luôn. Đặt đó là bao nhiêu, còn đây là thay đổi. Rồi, đầu tiên mình sẽ làm cho cái màu nó cao lên. Là các bạn thấy chưa, nó là vỉ đúng không? Nên giờ chúng ta sẽ vỉ tròn màu tô ngẫu nhiên về màu của bút vỉ chung với màu của hình. Với màu của hình đúng không? Vậy chúng ta sẽ đặt màu đó là màu xanh. Đúng không nè? Chúng ta sẽ chạy thử. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó dần thay đổi đúng không? Nhưng mà uống chung nó được hơn ấy, chia cho 18, 16 ấy. Là không được, vậy 32. Nhăn lên đấy. Đấy. Vậy yeah, cho cái màu sẽ nó chung với cái hình đúng không? Chúng ta chỉ thay đổi màu một lượng 10. Nó như vậy, nhưng mà nếu mà thay đổi là 5 ấy thì nó sẽ nhỏ dần, nhưng mà nó nhìn thấy nó không giống với cái hình lắm đúng không? Bởi màu xanh là nó sẽ ở và 35. Nhưng mà nếu mà muốn nó lên màu xanh đậm hơn ấy là nó sẽ phải đi xa chút. Không phải xa kiểu vậy. Nó đi lên trên đây là 100, vậy mà 64, 65 rồi đi lên đây nữa. Vậy là 100. Nhưng mà có điều là nó màu quá à. Đấy dù sao nó cũng như vậy thôi. Nên là chúng ta chỉ đặt cái màu này là màu ngẫu nhiên thôi nha. Rồi tới 100 là cuối cùng chúng ta cho nó thay đổi màu một lượng là 360 chia cho 8. Rồi người chúng ta làm được rồi ấy. Đấy. Vậy là đó là cái phần để làm màu, làm cho la cái hình này nha. Thời nếu các bạn đang muốn thì các bạn hãy làm cho cái màu sao nó giống như cái màu của hình nha. Giờ nó tôi ngẫu nhiên được rồi, nên là giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Nên giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Mình chúc các bạn làm được cái bài này nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye.